Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 11, một đợt không khí lạnh lệch đông tăng cường xuống nước ta khiến cho nền nhiệt giảm và mưa dông sẽ kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới. Nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu đây có phải là đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay hay không? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết cùng phóng viên Trong Buổi Tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay 13 tháng 11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Sang đến ngày mai 14 tháng 11, mưa dịch dần xuống khu vực Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, đợt mưa này là không quá lớn. Mưa khiến cho nền nhiệt toàn vùng giảm thêm từ 2 tới 3 độ C so với ngày hôm nay. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ ngày 19 đến 20 tháng 11, có một đợt không khí lạnh mạnh hơn xuống nước ta, gây ra gió mạnh tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông. Dự báo hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì trong mùa đông năm 2023, nên đợt rét đậm đầu tiên khả năng xảy ra vào trung tuần và nửa cuối tháng 12 năm nay. Mùa đông năm nay, nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn bình quân hàng năm, khoảng từ 0,5 tới 1 độ C. Các đợt rét đậm rét hại tập trung vào tháng 1 và tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to trong chiều và tối nay, 13 tháng 11, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Tây. Tình trạng này có thể tiếp diễn vào chiều tối mai, 14 tháng 11. Tuy nhiên, cường độ UV cực đại ban ngày duy trì khoảng 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể. Với chỉ số này thì tia UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Bởi theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tia UV ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại khôn lường với sức khỏe.